Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, hiện dân số của thành phố là gần 10 triệu người và đang sử dụng hơn 8 triệu phương tiện. Chưa kể 1,2 triệu phương tiện của địa phương khác lưu thông qua Hà Nội mỗi ngày gây áp lực lên hạ tầng, khiến giao thông luôn trong tình trạng ùn tắc quá tải, đặc biệt là vào dịp Tết. Phương tiện gia tăng mỗi ngày, trong khi hạ tầng thì không thay đổi. Nhiều tuyến đường ở Hà Nội vừa thiết kế 8 lần so với thiết kế ban đầu như Vành Đai 3, Cầu Trương Dương. Các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương vượt từ 3 đến 6 lần và nhiều tuyến đường khác cũng gấp 2 lần so với thiết kế. Để giảm ùn tắc, bên cạnh việc đẩy nhanh triển khai các dự án giao thông, thành phố đang kiên trì 6 nhóm giải pháp để giảm ùn tắc giao thông như tăng cường vận tải hành khách công cộng, đưa xe đạp vào để kết nối giữa các tuyến xe buýt, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc điều hành giao thông. Chúng tôi đã ứng dụng về cái phần mềm mô phỏng tổ chức giao thông, rồi các cái phần mềm đo đếm lưu lượng để phục vụ mô phỏng, để tổ chức lại giao thông các cái nút giao thông trên địa bàn thành phố nhằm tối ưu hóa cái khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng giao thông hiện có. Công an thành phố phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thành lập 4 tổ công tác để rà soát toàn bộ tình trạng giao thông thành phố và giao ban vào thứ năm hàng tuần. Nếu có bất kỳ sự cố nào thì phải xử lý ngay. Chúng tôi đã có sự phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và rà soát tất cả những cái điểm ùn tắc trên toàn bộ của thành phố để có những bố trí lực lượng, tổ chức lại giao thông, rồi phân luồng giao thông để đảm bảo nhân dân vui xuân đón Tết được một cách an toàn và thông suốt. Ngoài những giải pháp trên để chống ùn tắc trong dịp Tết, Công an Hà Nội tăng cường lực lượng từ các trường của Công an, lực lượng dân phòng, thanh niên tình nguyện để cùng phối hợp phân luồng điều tiết giao thông trong những ngày Tết.